chào anh em nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác một mẫu chim đuôi xòe ngũ trường bộ to anh em nhá. Nói chung là mẫu chim này gần như là anh em nào yêu họa mi thì cũng thích cho các bạn. Nó thật sự với anh em nó quá đẹp luôn. Các bác nhìn bản đuôi của nó kìa. Ôi nó đẹp thế anh em ơi. Em này đang đấu chim nha anh em nhé. Đang đấu chim này. Cho cả nhà xem clip đang đấu chim nhá. Đấy. Nên chơi bẹt cầu đấy cả nhà. Tương đối là bẹt cầu đấy. Nhưng mà nó đẹp lắm anh em ạ. Còn chưa căng đét hẳn nữa nha coi nhá. Chim mới thuần khoảng tầm 90% anh em nhé. Em để hai cái lồng gần nhau quá anh ạ. Đẹp quá anh em ơi. Người quá dài luôn anh em nhé. Bản đuôi này các bạn. Úi giời ơi nó đẹp. Phải nói là siêu phẩm luôn anh em ạ. Ui giời bản đuôi nó kìa. Quay đầu mặt cho anh em xem tí nữa coi nhá. Bộ to đẹp anh em nhé. Chân đây. Đuôi này anh em ơi, chân này. Đây đầu mặt đây các bác xem rõ này.
Con này mà thuần sách tay được thì đẳng cấp lắm anh em nhỉ. Chưa thuần sách tay được đâu anh em nhá. Nhưng nó thật sự anh em nó quá đẹp anh em ạ. Mẫu này nhiều người thích luôn. Nó đẹp từ dáng, từ đuôi. Thank you.
đẹp luôn anh em ạ. Những trường dài. Xòe đây các bác. Thank you.
Anh giấu mày làm gì? Tôi coi mày như em của tao, thì giấu mày làm gì? Tao không làm gì mà phải biết. Quay đúng 20 phút con chim này cho các bác xem. Chạy quảng cáo. Rồi anh em ơi, em xin chào anh em nhá.